Hello, ok, chào mừng tất cả các em fan đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân Su Xí Sọn và Bông Bé Bỏng. Hôm nay anh Sen có một thông báo cực kỳ quan trọng gửi tới tất cả các em fan. Đó chính là vào ngày Chủ nhật 15 tháng 9 lúc 4 giờ tại địa chỉ 176 Hoàng Văn Thụ, Bờ Lê Cu, Gia Lai, Hiệu Máy Máy Thọ, các em fan ghé tới nhà anh Sen để nhận quà trung thu nha cả nhà. Thì đây, đây chính là em Su Xí Sọn và chị Hiền cùng với em Bông sẽ có những tiết mục gửi tặng tới các em fan trong dịp trung thu này. Ngoài ra chị Hiền còn chuẩn bị rất là nhiều phần quà để tặng tới các em fan mà đến ngày trung thu sắp tới. Đây chính là địa chỉ nhà của anh Sen, 176 Hoàng Văn Thụ, Hiệu Máy Máy Thọ. Các em nhớ tới lúc 4 giờ ngày 15 tháng 9 chủ nhật này nha, để nhận quà của anh Sen nha. Ok. Hello là ok, chào mừng tất cả các em fan đã quay lại với kênh của chúng chó đi hai chân Su Xí Sọn và Bông Bé Bỏng. Thì đây, hôm nay anh Sen đặc biệt sẽ là một chiếc đèn ông sao khổng lồ nha cả nhà. Chiếc đồng đèn này sẽ được treo vào ngày trung thu năm nay. Đó, đây cả nhà thấy không? Đây cả nhà, theo những gì mà Su nói thì cái lồng đèn này nè có kích thước cao hơn cả anh Sen luôn. Cái gì không mẹ? Thì đây nè cả nhà, công tác chuẩn bị trung thu của nhà anh Sen cực kỳ bận rộn luôn. Vì sao? Bởi vì mẹ anh Sen là đang chuẩn bị đầu rồng đó, còn anh Sen thì có nhiệm vụ là chuẩn bị lồng đèn ông sao. Thì bây giờ cả nhà, anh Sen đã làm ra xong hết tất cả mọi thứ rồi đó. Nang che nè, mua sao đây á, mua sao đây gồm có 5 cánh, 1, 2, 3, 4, 5, anh Sen đã ghép là hết rồi. Đặc biệt ở bên ngoài nó sẽ có một cái vòng tròn như thế này để quấn tu ru á cả nhà. Đó, thì bây giờ là cả nhà sẽ cùng xem anh Sen, Su Bông sẽ làm cái lồng đèn ngôi sao này như thế nào nha. Ok. Thì lồng đèn ngôi sao nó sẽ có các màu như thế này. Bây giờ anh Sen sẽ làm y chang này luôn nha cả nhà. Được rồi, thì bằng phiên bản bự hơn thôi. Thì ở đây anh Sen đã chuẩn bị nè. Đây, giấy đây được gọi là giấy giấy dán lồng đèn. Đó, anh Sen đã mua rất là nhiều. Đó, bây giờ là anh Sen sẽ căng ra để anh Sen dán. Okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.
Đó. Đây. Xuống cái bông đây. Xuống cái bông ngồi giám sát ở trong đây mọi người. Mọi xem mà xem có chị Hiền làm. Để tí nữa ra cắm điểm được bao nhiêu điểm đó. Còn những cái đồ này là để trang trí và làm đèn nè. Vòng tròn cho mọi người xem cái lồng đèn khổng lồ này. Đây xù cái bông này mọi người. Đó, nằm giám sát mệt bây giờ nằm đây đây. Đó. Sao xù? Xù thấy anh làm lồng đèn đẹp không xù? Thấy anh làm lồng đèn đẹp không? To lên. To không? Đẹp không? Đẹp. Được mấy điểm? Mấy điểm xong? Mấy điểm? 12 điểm. Ủa 12 điểm luôn. Bông, bông thấy á, anh với chị làm lồng đèn khổng lồ đẹp không? Ông đẹp quá. Ông làm đẹp quá. Bông, bông nói là đẹp quá. Bao nhiêu điểm bông? Bao nhiêu điểm bông? Vô số điểm luôn, khắm luôn, khắm luôn. Trời ơi, kinh khủng không? Đó, ngồi chờ để chị làm cái lồng đèn khổng lồ lên nè. Những dây này là tí nữa mình sẽ quấn vô trong cái xung quanh cái lồng đèn để ra 7 sắc cầu vòng. Vậy lâu, còn mấy miếng? Ủa, bên đây đủ đó mà. Thứ 2 miếng rồi đi. Anh em muốn coi nè. Bây giờ mình chạy cái viền trắng lên là để cho nó nổi lên hả con? Dạ đúng rồi mẹ. Bây giờ mình sẽ chạy cái viền trắng lên mọi người, đã xong rồi. Đó, xuống bông đã, xuống bông ngồi trong kia để chờ để lấy cái dây đó để chạy xung quanh cái vòng tròn. Đó, xuống bông ở trong kia. Còn đây là anh Sinh đang chạy cái đường viền trắng này. Đó. Mình làm lại ra, bắt đầu nó mới ra được cái hình. Anh không sao. Đèn ông sao khổng lồ. Chạy cái đường này nó xong mình chạy vòng tròn nữa nó sắm. Đúng rồi. Thế là lấy cái cây gì quấn là giữ cái cây chấm cho nó đẹp chứ. Ta chờ nó chạy hơi miếng vậy. Đó, nó ra một cái đường cuối cùng này nó ra sẽ ra ông sao. Rồi, đã hình ông sao rồi. Rồi, dừng lên coi, dừng lên coi. Rồi. Trời ơi. Đó. Bây giờ anh Sen sẽ dùng những cái dây đây để xem muốn xung quanh cái vòng này nó sẽ ra con lồng đèn ông sao thôi. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Một vòng nữa là xong cái lồng đèn. Đúng rồi mẹ. Nó quấn vào đó mọi người. Làm kỳ công ghê chứ lồng đèn này. Lồng đèn này cao chắc phải 3 mét quá. Dạ, lồng đèn này 3 mét. Nói thật sự lúc nãy mình lại thấy nhăn nhăn này mình căng ra để tự rồi đó. Ra nó ra nắng là nó sẽ căng á mấy bạn. Nó căng lằn lên. Thì đây nha cả nhà, cuối cùng thì anh Sen cùng với Lưu Bông đã hoàn thành được lồng đèn ngôi sao để vui đón Tết Trung Thu cùng với các em vào chủ nhật này ngày 15 tháng 9 năm 2024 lúc 4 giờ chiều đó cả nhà. Thì các em van nhớ tới nhà anh Sen để nhận quà Trung Thu nha. Đây, nhà anh Sen đó.
mấy fan cứ tới chỗ nào mà có một cái lồng đèn thiệt là bự và một con rồng thiệt là to thì đó chính là nhà của anh Sen. Đó thì hẹn các em vào ngày chủ nhật này nha.